Sau khi có chủ trương cho phép một số chợ truyền thống hoạt động trở lại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ ngày 27 tháng 8, đến nay đã có 19 chợ dân sinh hoạt động, trong đó mở lại 11 chợ truyền thống và 8 chợ tạm. Việc mở lại các chợ truyền thống được cân nhắc kiểm soát chặt chẽ, vừa đảm bảo nhu cầu thực phẩm cho nhân dân, vừa thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại các chợ trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Theo ghi nhận, hàng hóa được bán tại các chợ gồm thịt cá, rau củ quả, gia vị, thực phẩm sơ chế sẵn. Giá cả hàng hóa ổn định, không có biến động bất thường. Tại các quầy bán hàng có niêm yết giá hàng hóa, số lượng quầy hàng tại các chợ ít. Các quầy bán hàng cách nhau tối thiểu 5 mét có rào chắn, đảm bảo thực hiện giãn cách để phòng chống dịch theo quy định. Một ngày thì chỉ nhận 20 đơn thôi, mua cho 7 ngày. Thì có chú thủ trưởng và thêm hai người bên tổ phụ nữ đi cùng chú ạ. Lượng đơn đặt hàng của người dân ở đây thì nó cũng ở mức độ là cũng là nhằm có mức độ là vừa phải ạ. Còn mặt hàng có mức của tụi em là nói chung là sẽ cố gắng mọi thứ để cung cấp cho người dân đầy đủ. Nên người dân cứ yên tâm thì không lo thiếu về mặt hàng của lương thực. Mặc dù nguồn hàng còn hạn chế do không có đầu mối lớn tại Đà Nẵng để cung cấp hàng cho các tiểu thương, nhưng việc mở lại các chợ dân sinh đã giúp đáp ứng một phần nhu cầu của người dân trong thời gian phong tỏa thành phố. Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát và mở lại các chợ truyền thống để cung ứng lương thực, thực phẩm. Về bán thì tất cả các tiểu thương chúng tôi đã chọn lựa cụ thể và có tiêm vaccine, chúng tôi đã cho xét nghiệm hết đảm bảo an toàn để chúng tôi đưa ra dự trữ bán chợ. Các hộ mà đi mua thì chúng tôi đã thông tin hết cho các khu dân cư, ban điều hành khu dân cư để thông báo cho người dân, thì người dân đăng ký qua các ban điều hành. Do lực lượng không nhiều nên việc đánh giá tình hình, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch tại các chợ truyền thống cần được đặt lên hàng đầu. Thời gian qua đã có nhiều ca bệnh dương tính xuất hiện tại các chợ truyền thống. Vì vậy, cần đánh giá mức độ cung ứng cơ bản đảm bảo nhu cầu để cân nhắc số lượng chợ được mở trong thời điểm dịch bệnh vẫn đang ở mức nguy cơ cao.